Văn phòng tỉnh ủy nắm vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tham mưu, tổng hợp, đầu mối điều phối hoạt động của tỉnh ủy. Đây cũng là trung tâm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành của lãnh đạo tỉnh. Nỗ lực hoàn thành trọng trách này, những năm qua, đội ngũ cán bộ nhân viên văn phòng tỉnh ủy Bà Rịnh Vũng Tàu không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, phản ánh trung thực và đề xuất đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả cho thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy. chỉ hơn 50 cán bộ công chức và người lao động, nhưng trong 9 tháng năm 2023, Văn phòng tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã tổng hợp thẩm định hơn 3.500 đề án, văn bản trước khi trình thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy ban hành. Phát hành trên 4.400 văn bản đi, tiếp nhận, chuyển lãnh đạo xử lý hơn 12.350 văn bản. Song song đó, tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm và xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng. 90% nội dung này do phòng tổng hợp trực thuộc văn phòng tỉnh ủy thực hiện, chỉ với 11 người nhưng phải hoàn thành một khối công việc khổng lồ mà không có sai sót, thật là một nỗ lực, một thành tích vượt bậc của tập thể phòng. Từng cán bộ, đảng viên phòng tổng hợp phải nắm vững quy chế làm việc, thấm nhuận các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy để chuẩn bị từ sớm, từ xa các công việc, sắp xếp công việc một cách khoa học, trình tự và hợp lý nhất. Do đặc thù công việc, thường xuyên tiếp xúc và làm việc trực tiếp với thường trực tỉnh ủy, nên từng cán bộ công chức văn phòng tỉnh ủy luôn xây dựng tác phong nghiêm túc, chuẩn mực, chuyên nghiệp với tinh thần làm hết việc, không làm hết giờ. Tùy vào chức trách nhiệm vụ được giao, từ cán bộ công chức đều phải chủ động nắm chắc tình hình, phản ánh trung thực và đề xuất đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả trên các lĩnh vực cho Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy. Song song đó, để đảm bảo hoạt động của văn phòng tỉnh ủy luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần đưa hoạt động của văn phòng tỉnh ủy ngày càng chính quy, nề nếp, thông suốt, an toàn, hiệu quả tổ chức bộ máy của văn phòng tỉnh ủy tiếp tục được củng cố rồi kiện toàn theo hướng tinh gọn hiệu quả thì trong thời gian tới thì tập thể lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy cũng đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan với phương châm là làm hết việc không làm hết giờ khối lượng công việc ngày càng nhiều áp lực trách nhiệm ngày càng cao yêu cầu cấp bách nặng nề hơn điều này đòi hỏi cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò của văn phòng tỉnh ủy cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy thêm nặng nề nhưng với tinh thần đoàn kết sáng tạo tận tụy chu đáo đội ngũ cán bộ công chức người lao động văn phòng tỉnh ủy bà sự phục tàu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin cậy của đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh